Chị vừa thấy Dương Phi Vân đó. Hả? Dương Phi Vân, bọn họ không liên can gì trong chuyện này, tại sao giết họ? Đúng là họ không thù oán với tôi, nhưng mà họ làm sai một chuyện, chính là tới dự tiệc của hai người. Phạm bị chảy máu nhiều quá, nếu mà cậu tiếp tục chảy như vậy anh ấy sẽ chết đó. Phạm à, Phạm à, cậu sao rồi? Anh Phạm, Ma sư phụ, chỉ có người mới giúp được anh Phạm thôi. Người hãy mau tìm cách đi Ma sư phụ, xin người đó hãy mau tìm cách đi mà Ma sư phụ. Hết cách xin rồi. Người đó, cô đang nghĩ ông hoài thì cậu Phạm cũng chết thôi. Đúng là không ngờ, lại để tên Dương Phi Vân đó nhốt chúng ta vào trong địa lao của nhà tôi. Đúng rồi. Ông Hải, đây là nhà của ông mà. Phải không, cách nào chạy thoát được không? Tìm cách, ông nghĩ cách đi chứ. Trời ơi, nói cái gì được đây chứ. Cái địa lao này á là do Dương Phi Vân xây cho tôi mà, làm sao hắn để cho chúng ta dễ dàng thoát ra ngoài hả? Ba gà chỉ không muốn chết ở đây đâu. Em mau tìm cách thoát khỏi đây đi. Sư phụ, người của anh Phạm đi, làm ơn đi. Anh ấy sắp chết rồi đấy nè. Kim à, sư phụ làm ơn đi. Kim à, đừng có làm khó sư phụ nữa, người cũng hết cách rồi. Dương Phi Vân, ông làm ơn thả chúng tôi ra đi, thả chúng tôi ra đi bà. Tôi năn nỉ ông bà, mau thả chúng tôi ra đi. Anh Phạm sắp không qua khỏi rồi, anh ấy bị chảy máu rất nhiều. Tôi xin ông bà hãy thả chúng tôi ra đi, ông đừng có nhốt chúng tôi mà. Tôi chịu ở lại đây, ông hãy mau thả hết bọn họ ra đi. Tôi xin ông bà. Dương Phi Vân à, anh Phạm sắp chết rồi. Ông hãy thả cho tất cả mọi người ra đi. Ông mở cửa ra đi mà. Tôi xin ông đó Dương Phi Vân. Ông hãy mở cửa ra đi. Tôi xin ông mà Dương Phi Vân. Dương Phi Vân, tôi xin ông. Ông mở cửa ra đi. Dương Phi Vân à, tôi xin ông mà. Dương Phi Vân, tôi xin ông. Ông làm ơn mở cửa ra đi. Dương Phi Vân à, tôi xin ông. Đại Dương, cái đám người đó ồn ào quá, hay là cắt lưỡi của họ đi để họ khỏi ồn ào được nữa, hoặc nếu không thì giết chết họ, như vậy thì sẽ nhanh gọn mà lại sạch sẽ. Đại Dương thấy thế nào? Mặc kệ họ đi, nếu họ càng làm ồn ào thì họ càng thê thảm, và như vậy thì ta càng thấy vui sướng, phấn khích hơn nữa. Đại Dương, như vậy thì lại phước cho họ rồi. Ta còn chưa nghĩ ra được cách nào đối phó với họ để ta được thỏa mãn, cứ để cho họ hưởng cái mùi kêu trời không thấu, kêu đất không hay. Dương Phi Vân, thả chúng tôi ra đi. Dương Phi Vân, tôi xin ông nó thả chúng tôi ra đi. Đừng kêu nữa Kim à, hát không thả chúng ta ra đâu, uổng công thôi. Không được, con phải kêu tới khi bọn ta nghe thấy. Dương Phi Vân, thả tụi tôi ra đi mà. Tôi van xin mấy người, thả tụi tôi ra đi. Dương Phi Vân, Dương Phi Vân, anh Phạm đang chảy máu nhiều lắm, ông hãy thả nấy ra ngoài để đi khám bác sĩ đi. Dương Phi Vân à, tôi xin ông mà. Dương Phi Vân, tôi xin ông mà. Dương Phi Vân, hãy thả anh Phạm ra ngoài đi mà. Thật sao? Dương Phi Vân, người nào làm người đó chịu? Do tôi đã hại anh bị người ta đánh chết, anh muốn trả thù cái gì kiếm tôi, mau thả tất cả bọn họ ra. Thật là hào khí. Dư Đại Hải, còn ông thì sao? Tôi mắc mới gì tôi chứ. Lão già, đừng nha, đừng làm như vậy nha. Được, Dương Phi Vân,
Chỉ cần anh hứa thả tất cả mọi người ra thì tôi mất mạng cũng không sao hết. Lão già bổn cùng rồi hay sao? Tại sao lại hứa với ổng chứ? Đừng mà. Cũng không còn lựa chọn. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Chỉ cần ông hứa với tôi một chuyện thì tôi sẽ tha hết. Anh nói đi, chúng tôi chấp nhận hết. Thật là hào khí. Hồng Phúc, cho bọn họ xem thử đi. Dạ. Mao sư phụ, như đại hải, chỉ cần hai người ăn hết những con sâu ma này, ta không những tha cho họ mà còn tha cho hai người nữa. Sư phụ, người đừng tin ông ta. Cho dù người có ăn hết những con sâu đó, ông ta cũng không thả chúng ta đâu. Ông ta vốn dĩ chỉ muốn đày đọa chúng ta thôi. Bộ các người vẫn còn lựa chọn khác sao? Ăn hay không thì tùy. Ba đừng sư có phụ ăn. À đừng. Ba đừng có ăn mà. Đừng có ăn mà. Hai người đừng có ăn đừng mà. Sư phụ, đừng có ăn. Sư phụ, lão già, ông đừng có ăn nha lão già. Sư phụ, Chư Phi Dân, mau thả tụi tôi ra đi. Ta đã hứa thì ta nhất định sẽ thả. Nè, Chư Phi Dân, đứng lại đó. Chư Phi Dân, đứng lại. Ê, chìa khóa kìa. Anh Phạm, mình được thả rồi, đi thôi. Đi, mau lên. Mau lên. Đi thôi, sư phụ. Mau lên. Mà sư phụ, cảm ơn nhiều nha. Đi, mau lên. Anh Phạm ạ, sao rồi? Bây giờ nó thế nào rồi? Tôi không biết, anh ấy cứ lúc mê lúc tỉnh như vậy. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tại sao chưa thấy mọi người về vậy? Sắp về rồi. Tìm được thầy thuốc rồi. Thầy thuốc về tới rồi. Tôi van xin thầy, hãy chữa trị giùm chồng của tôi đi. Tôi xin thầy đó. Cái gì? Cổ kêu thầy chữa trị giùm cho chồng của cổ đó. Dạ phải. Ông cô yên tâm đi. Tôi đã làm nghề y 60 năm nay, cứu sống biết bao nhiêu người. Cô cứ yên tâm đi ha. Thầy đi cẩn thận nha. Cô Di với cô Thiền đâu rồi? Hai đứa đó sợ Dương Phi Dân xé xác tụi nó ăn nên bỏ về quê rồi. Chị Quân à, sao chị kiếm ông thầy thuốc gì mà già quá vậy? Biết làm sao được, bây giờ kiếm thầy thuốc khó lắm. Phải rồi, tôi có đi kiếm thầy thuốc tùm lum hết, nhưng ngờ đâu bọn họ nghe chuyện của cậu Phạm, ai cũng đều không chịu tới. Hai con ma bên cạnh Dương Phi Dân đến các tiệm thuốc đe dọa thầy thuốc, thế ai chữa bệnh cho cậu Phạm người đó phải chết nên họ không dám tới. Cuối cùng cũng kiếm được ông già này. Không phải ông thầy này. Ông nói ông 80 mấy tuổi rồi, không sợ chết nên mới chịu tới trị giùm đó. Dương Phi Dân thật là khốn kiếp. Tuy nói rằng tha cho chúng ta, nhưng lại dở thủ đoạn bẩn thỉu để hại chúng ta. Sao rồi thầy? Thầy thuốc à, sao rồi? Xin lỗi nha, vô phương cứu chữa rồi. Không thể nào đâu thầy thuốc à. Thầy cứu anh ấy đi mà, thầy đừng có đi về mà. Chị mà, chị đừng có vậy mà. Thầy cứu lại đi, thầy đừng có đi mà. Chị bình tĩnh lại đi, chị kia mà, bình tĩnh lại đi. Anh Phạm à, anh Phạm à, tỉnh lại đi. Anh Phạm à, anh đừng làm em sợ mà. Anh Phạm, anh tỉnh lại đi. Anh đừng bỏ em lại mà. Anh Phạm, anh làm ơn hãy tỉnh lại đi. Em đừng quá đau buồn mà. Anh Phạm, anh đừng có bỏ em lại nha. Anh cũng đâu có muốn chứ. Nhưng mà sống chết do trời, muốn tránh cũng không được. Không đâu, anh nhất định sẽ khỏe lại mà anh Phạm. Anh không muốn thấy em như vậy đâu. Em đừng có như vậy mà. Em là một người rất kiên cường. Em phải mạnh mẽ sống tiếp nha. Em không muốn sống một mình, em muốn sống với anh.
sau này em hãy kiếm cho mình một người đàn ông tốt để chăm sóc cho em thì anh mới yên tâm được. Hứa, hứa với anh đi mà. Bây giờ anh mới nhận ra thì ra hoàng hôn lại đẹp tới như vậy. Nhưng mà dù đẹp cách mấy cũng vô dụng. Nắng chiều quá xinh đẹp, chỉ đáng tiếc. Anh Phạm, anh Phạm à, anh Phạm. Kim à, cố gắng lên nha. Con đã hứa với anh Phạm sẽ kiên cường đến mặt sống tiếp. Con không làm cho nấy thất vọng đâu. Hả? Lão gia, ông sao vậy? Sao vậy? Lão gia, sao rồi? Lão gia, ông sao vậy? Lão gia. Sao vậy? Các người muốn làm gì? Tôi van xin các người kêu ma dương làm ớt, đừng có thổi nữa mà. Sao hả? Nếm mùi của sâu ma thì có khó chịu không? Dương Phi Vân, tôi còn tưởng anh tốt bụng thả chúng tôi ra. Thật không ngờ anh quá độc ác. Ở đây có hai viên thuốc, chỉ cần uống nó thì có thể kiềm chế sự tấn công của sâu ma. Sao tự dưng họ lại tốt như vậy? Cho chúng ta thuốc giải nữa. Ông nói rất đúng. Thuốc này chỉ có thể tạm thời kiềm chế sự phát tác của sâu ma, để các ông không bị chúng cắn chết mà thôi. Nhưng sau đó các ông phải theo tụi tôi về làm nô lệ cho đã dương. Ông đừng có hòng. Dương Phi Vân đúng là nham hiểm. Theo mấy ông về, chúng tôi liệu có còn mãn không? Để coi mấy ông chịu đựng được bao lâu. Tôi chịu hết nổi rồi. Đau quá đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Mau sư phụ, mau sư phụ, anh uống đi. Anh uống vô đi. Không, không, uống rồi không, sẽ không khó chịu nữa. Uống vô trước đi. Tôi thà chết chứ không để bị anh ta khống chế đâu. Uống đi. Sao, sao rồi? Có thấy đỡ hơn chút nào chưa? Giữ được đường xanh, sợ gì không có củi đốt chứ. Lấy rượu cho tôi uống. Ông cho tôi uống cái gì vậy? Ông muốn uống máu người chứ gì? Tôi không giúp ông giết người đâu. Đó là máu chuột. Ông đưa máu chuột cho tôi uống xong. Còn ông Hải đâu? Ông Hải đang ở dưới bếp mổ chuột giúp cho ông. Hai người thật là hợp quá ha. Dương Phi Vân, ông bắt chúng tôi giả ma giả quỷ, đó là có ý gì? Không chỉ có làm ma làm quỷ thôi, tôi còn muốn nghĩ cách chơi với ông nữa. Tốt hơn hết là ông đi nghỉ đi. Ông đừng có quá đáng. Tôi biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Tôi phải giết ông.
để trả thù cho cậu Phạm. Với công lực của ông, bộ ông tưởng ông có thể sao? Bây giờ tôi không giết được ông, nhưng không có nghĩa cả đời không thể. Cho nên tôi đầy đọa ông cách mấy, chơi ông cách mấy, ông cũng phải ráng chịu đựng. Nếu như không, ông không còn cơ hội trả thù đâu. Nếu như ông không giết tôi, ông sẽ phải hối hận. Tôi sẽ không hối hận đâu. Ông hãy lo ráng mà giữ cho ông đi. Còn nếu mà ông có gì bất trắc, thì ông không có cơ hội trả thù đâu. Khuya rồi sao còn chưa ngủ? Làm sao mà ngủ được chứ? Con chim đưa tin của sư phụ. Sao hả? Ê, ông viết cái gì vậy? Viết cái gì chứ? Em mau nói đi, rốt cuộc ông viết cái gì? Thầy đã nghĩ ra cách đối phó với Dương Phi Vân. Bằng cách nào hả? Dông tình thủy. Dông tình thủy? Sư phụ nói chỉ cần uống dông tình thủy sẽ trở thành ngũ thế kỳ nhân và mới có cơ hội đánh bại Dương Phi Vân. Chị nghĩ chị nên đi ra ngoài đây. Anh không cần nghĩ tới em đâu. Anh nên đi làm những chuyện mà anh cần làm. Bích Tâm, đây cũng là cách duy nhất của chúng ta. Chúng ta không còn lựa chọn nào hết. Sư phụ nói thì cất giống cây dông tình thủy ở sau bức trướng của tổ sư gia. Năm xưa tổ sư gia biết mình chưa dứt lòng trần tục, không gạt bỏ được thất tình lục dục, khó mà thành đạo. Cho nên tổ sư gia đã đi khắp chân trời góc bể, cuối cùng đã tìm được một báu vật, đó là cây cỏ thảo dông tình, có thể khiến cho người ta dông tình thế ái. Nhưng mà trải qua nhiều năm, dông tình thảo cũng không còn, mà giống của loài dông tình thảo này chỉ còn lại giống dạng hột thôi. Bởi vì dông tình thảo là một loại cỏ tâm linh, cho nên phải đem trồng ở một nơi mà xa hơi người, càng vắng vẻ càng tốt. Không thể để cho nó bị gió thổi mưa tạt. Chỉ cần có chút xíu gió thổi, nó cũng sẽ bị chết. Nếu như được thuận lợi mọi điều, thì chỉ cần trong vòng 7 ngày, dông tình thảo sẽ lớn lên. Sau đó sẽ được dùng để pha thành nước dông tình. Dương Phi Vân, ông lại muốn gì nữa đây? Tôi chỉ muốn các người xem một vở kịch thôi. Nào hãy nhìn đây. Tất cả tà ma yêu quái nghe đây, hãy về hội tụ với Dương Phi Vân.
Anh ba, ở đằng sau đang có con ma nhìn mình kìa. Anh muốn gì? Tôi đói bụng quá, anh có gì cho tôi ăn hay không? Cầm lấy ăn đi. Cảm ơn. Với Tâm à, có phải em mệt lắm không? Nè Ban, em đưa cô ấy về trước rồi kêu Kim ra thay. Đi về nha. Bảo em chỉ ăn cỏ thôi à, ăn cái nỗi chát miệng luôn, chán hơi xúc. Đây. Thành à, nở rồi nè. Coi đi. Để tôi đi báo cho thằng Ban biết, ở đây coi chừng ha. Đừng có rời khỏi đây đó, đừng có đi đâu nha. Bác à. Ông gì mà nở vô ban đêm kỳ vậy chứ? Làm gì vậy? Chưa ăn no hả? Ở đây còn chút nè, ăn đi. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Ê, anh à, làm gì mà cà vô cứu vậy hả? Không, tôi muốn đi đại tiện xíu thôi. Sao đau bụng mà không chịu đi đi? Nếu hoàng vậy sẽ bể bụng mà chết đó. Không được đâu, tôi còn có chuyện quan trọng phải làm mà. Chuyện gì quan trọng hả? Coi chừng cây bông này nè. Một cái bông này quan trọng vậy sao? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà anh không biết được đâu. Ôi trời, đúng là khổ quá đi. Anh cứ đi giải quyết đi, để coi coi chừng cho. Anh coi chừng giùm hả? Có tin được hay không đây? Nói thì anh tốt với tôi, còn cho tôi đồ ăn, không lý nào tôi lại làm hại anh chứ hả? Vậy hả? Thiệt đó nha. Thiệt mà. Có chừng giùm tôi đó. Dĩ nhiên. Tôi đi lẹ lắm rồi quay lại. Dứt khoát. Cứ từ từ mà ăn đi hả? Cứ đi cho khỏe ơi. Ăn một hộp thôi chứ không ai biết rồi. Xin thêm một lá nữa ha. Ê, có phải anh ngồi lên cây bông rồi không? Không phải. Vậy cây bông đâu rồi? Anh xin lỗi nha, tôi đói bụng quá nên đã nuốt vô bụng rồi. Bởi vậy anh đi lâu quá thôi. Có phải anh nói là anh đang nó rồi chứ? Ôi trời ơi. Ê, ê, mà đói, anh đi đâu rồi hả? Bác à, có cây bông nè. Đâu rồi? Cây bông đâu? Cây bông đâu rồi hả? Cây bông ở đâu? Bị con ma đói ăn mất rồi. Con ma đói nào chứ? Hồi nãy tôi đau bụng quá, tôi phải kiếm chỗ đi đại tiện. Con ma đói nói sẽ canh giùm cho tôi.
Ai ngờ đâu tôi đi về thì cây bông bị hắn ăn rồi. Tôi biểu cậu đừng có rời khỏi đây rồi mà. Người còn không tin được con đi tới một con quỷ. Bây giờ phải làm sao đây? Hả? Để làm sao trở thành ngũ thế kỳ nhân được? Cậu có chịu trách nhiệm nổi hay không? Đã kêu yên đây coi chừng rồi, còn đi ra ngoài làm cái gì? Cậu có thể đi luôn ở đây cũng được mà. Đã lâu quá rồi, tại sao vẫn chưa có tin tức gì của cậu Ban chứ? Không có lý nào. Không lẽ nó lại gặp chuyện? Hả? Cái gì vậy? Ê, bạn nói cái giông tình vừa mới nở đã bị con quỷ đói ăn mất rồi. Vậy bạn đâu thể trở thành ngũ thế kỳ nhân. Dư Đại Hải, ông mau đi nấu nhiều đồ ăn giùm tôi đi. Nấu nhiều đồ ăn để làm gì? Không cần hỏi, ông cứ làm theo lời dặn của tôi là được. Được thôi. Còn ông nữa, mau chuẩn bị cho đàng hoàng rồi ra tiếp khách giùm tôi. Sao ông không trả lời? Bộ ông bị câm rồi hả? Tôi biết rồi. Người nghe đi, Ma Dương Dương Phi Dân có điều muốn nói với tất cả mọi người. Đêm nay tất cả mọi người đều có phước, bởi vì tôi có một tin tức động trời muốn tuyên bố cho các người. Dương Phi Dân là ai vậy hả? Còn kẻ nào không phục cứ nói ra. Chỉ cần các người chịu nghe lời tôi thì sẽ có được một sự vui vẻ bất tận và địa vị cao nhất trong giới ma đạo của chúng ta. Kẻ thù chính là loài người. Chỉ cần giết hết được loài người thì thế giới này vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Chúng ta đã đấu với loài người đã lâu mà chưa thắng được, nay làm sao mà chúng ta nói giết là có thể giết được chứ? Khi tôi ra tay, không ai có thể đấu lại tôi đâu. Tất cả hãy biết rằng tôi là ma dương của thế giới đây. Nếu thế giới này được Dương Phi Dân lãnh đạo thì không bao lâu nữa nó sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta, thuộc về tất cả chúng ta. Người chính là tên đã ăn trộm cỏ dông tình đó hả? Ông muốn nhốt tôi lại hả? Ông muốn làm gì? Chỉ là ăn dụng một dĩa thức ăn thôi mà. Ai à?
Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi đâu có biết, chỉ là ăn nhầm thôi. Đừng có lắc quá mạnh. Tôi đâu có biết đâu. Vô đi. Nè, ông chủ Hải, ngồi dậy đi. Ơi, tôi làm suốt cả ngày mệt chết đi được à. Cho tôi nghỉ một chút đi ha. Ông coi đây là cái gì? Cái bầu rượu thôi, có cái gì đâu chứ. Không phải bầu rượu bình thường đâu. Con ma ăn trộm cỏ dông tình đã bị tôi nhốt vô đây rồi. Hả? Thật sao? Ừ. Hay quá đi. Vậy là cậu Ban có thể cứu được chúng ta. Nhưng mà làm sao có thể khiến nó ói ra được hả? Tôi có cách mà. Mao Tiểu Phương, ông phải lập tức đi gặp Ma Dương. Dương Phi Dân, ông muốn hành hạ bọn họ tới khi nào? Tôi chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi. Lúc nãy có một con ma của quân đội hoàng gia Nhật đã giao cuốn nhật ký này cho tôi. Ở trong đó ghi rõ ràng cách thử nghiệm. Tôi muốn cùng ông xem để mở rộng tầm mắt. Giúp cùng họ để thử khí độc sao? Ông quen hay lo lắng. Trong cuốn nhật ký ghi rõ cần giết vài con chuột để làm thử nghiệm. Giết thêm vài con nữa thì có nhầm nhò gì? Nhưng bây giờ ông còn giả mang hơn cầm thú. Chưa đâu. Tôi sẽ cho ông thấy rõ hơn như thế nào mới là cầm thú. Mở manh khí ra. Xem được bao nhiêu thời gian rồi? Mới chỉ có 3 phút thôi đại dương. Hay lắm. Mới chỉ 3 phút mà được như vậy. Nhưng mà ta chỉ muốn 1 phút thôi là xong việc ngay. Dạ đại dương, tôi sẽ kêu bọn họ thử nghiệm. Mau đi vương. Sao hả? Ông tôi có hay không? Tôi phải giết chết ông. Mau đi vương. Tôi thích nhất được thấy bộ trạng của ông muốn giết tôi mà không giết được. Dẫn ông ta đi. Dạ, đại dương. Đi. Có tiếng gì vậy? Ông giấu cái gì đó? Mau lấy ra. Mau lấy ra đây. Ông Phong, đã cứu tôi. Ê, sư phụ, là con đây. Tại sao con lại vô đây? Sư phụ, con vô đây tìm cách cứu sư phụ đó. Đừng nói gì nữa, mau đưa cái này cho cậu ba. Cái gì vậy? Con ma đã ăn trộm cỏ trong tịch. Ba có trở thành ngũ thế kỳ nhân hay không là nhờ đó. Dạ. Báo cáo đại dương, Mao Tiểu Phương đã bắt được con ma đó và cho nó thoát ra ngoài rồi.
ngoan ngoãn thì hãy mau trả lại cho ta đi, không thì ta sẽ giết chết ngươi. Ngươi đừng có hòng. Anh chạy thôi. Báo cáo đại dương, thuộc hạ đã trở về. Phát hiện được gì không? Mao Tiểu Phương đã giao con ma đó cho Tân Thành, nhưng mà thuộc hạ bất tài nên đã để hắn chạy thoát. Thật là vô dụng. Xin đại dương tha tội. Mao Tiểu Phương, ông hãy nói đi, ông bắt con ma đó làm gì? Tôi không bao giờ nói đâu. Xem mong chịu đựng được bao lâu. Đem về nhốt lại, canh giữ đàng hoàng. Dạ, đại dương. Mấy người muốn vậy thì cứ nói thẳng ra đi. Đã biết tôi háo ăn rồi còn đem tôi trói vô cây, không cho tôi đi đứng gì hết. Dù có trói tôi ở đây cũng phải cho tôi ăn cái sao gì chứ. Tôi nghĩ ra cách gì không? Nhất định sẽ có. Đói quá. Nhưng mà sợ đi. Không kịp đâu. Đừng nói nhiều nữa, hắn là thuộc hạ của Dương Phi Dân, mình phải dứt khoát trả thù cho anh Phàm. Tàn nhẫn vậy. Nhưng mà bây giờ quan trọng nhất là phải lấy được cây dông tình thảo đó. Đúng vậy, lấy không được cây dông tình thảo đó thì giết chết hắn đi. Chị Quân, làm thiệt vậy hả? Hù nó thôi. Nè, tôi nói cho cậu biết, hôn hồn thì đem cây dông tình thảo đó trả ra đây, nếu không thì tôi đánh chết cậu đó. Dông ơn dông tình cái gì chứ. Cậu còn giả bộ nữa. Hôm đó cậu ta canh cây cỏ đó, nó là dông tình thảo ha, cậu ta chỉ mới ra ngoài một chút còn nuốt hết trơn rồi. Ồ, thì ra đó là cái cây dông tình đó hả? Cậu biết thì được rồi, mà ói ra đi. Ói ra nè. Tự nhiên sao mà ói ra được? Chắc là chưa biết mùi chết chứ gì. Cũng không muốn sống nữa hả? Đừng chị Quân à. Mà đói à? Cái dông tình thảo đó đối với chúng tôi rất quan trọng. Anh làm ơn hãy ói nó ra. Tôi không phải là không muốn giúp đâu, nhưng mà anh cũng biết tôi là ma đói rồi, ăn hoài cũng không thấy no, làm sao mà tôi ói ra được cho anh? Không biết còn cái gì để ói hay không nữa nè. Vậy thì nghi rồi. Nếu mà anh ta thiệt không ói ra được thì cây dông tình thảo sẽ mất hiệu quả. Cậu ta không ói được thôi, mình có thể thọc cho cậu ta ói ra mà. Có được không đó? Cứ để cho tôi đảm bảo. Ôi. Vậy mà cũng không chịu ói ra nữa. Có chịu ói không? Hả? Có chịu ói không? Không ói không? Không ói sao? Hả? Không ói. Không ói sao? Không ói. Ói ra không? Không ói được. Ói. Ói không? Ừ, sao ngon quá vậy hả? Còn nữa không? Ừ. Anh sao ngon dữ vậy? Lại đó. Lại cho tôi ăn hả? Cảm ơn. Đánh trà trên trà đi. Ngon lắm đó. Còn nữa không vậy? Anh mà đói à? Tôi xin lỗi nha, tôi không dùng được tay, dùng khó chút nha. Ông mà sổ ra hết đi. Anh ăn đi, ăn nhiều thêm chút nữa. Anh ăn xong rồi thì ói ra dông tình thảo đi. Ói còn ra hả? Ăn luôn đi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Nếu anh chịu ói ra thì tôi sẽ cho anh ăn tiếp. Tôi sẽ ra. Ói đi. Sao hả? Có phải thơm lắm không? Phải đó, phải đó. Vậy thì ói ra đi.
Tôi không có ói ra được mà. Tôi ói không được thì mấy người buồn vậy đó hả? Không cần phải như vậy đâu. Tiếp tục cố gắng đi. Tiếp tục đi. Nè, đủ rồi nha. Bây giờ có chịu ói không? Sao hả? Làm gì? Ngửi đi, ngửi đi. Dương Phi Vân, sao hả? Trong đó viết gì vậy? Viết chữ nhìn không được. Yêu Nam, mau đến cứu ta. Đỡ rồi. Tôi không có thể chịu được bao lâu. Nè. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Ăn no đi rồi ói ra. Ăn đi. Ăn đi. Anh ăn xong rồi thì ói ra dông tình thảo đi. Nè ma đói, xin lỗi nha, tôi không thấy anh rất quen. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta vào trong làm dông tình thảo. Đi thôi, đi thôi, đi thôi. Sao lại đổi qua rồi? Đúng đó. Sư phụ là con đây. Nè, ra ngoài rồi, ra ngoài khung hình rồi. Ủa vậy hả? Ghê quá đi, không quay nữa. Trời ơi, thật ghê đi. Không quay nữa.